một bộ tứ quý mà đáp ứng rất nhiều tiêu chí của khách hàng. Quý vị không mua bộ này thì chẳng mua ở đâu được mà chơi tứ quý cả. Kích thước lớn là thứ nhất này, chất liệu gỗ tốt là hai, và giá cực kỳ rẻ là thứ ba, đúng không? Kiểu như là ngon bổ rẻ đấy, đáp ứng được ba tiêu chí luôn: ngon bổ rẻ và đáng đồng tiền bát gạo, quý vị ạ. Kích thước của mỗi tấm tranh là ngang 47, cao 1m27 và độ dày hoàn thiện là 4 phân rưỡi. Từ lúc đầu thì gỗ chúng tôi xẻ là 5 phân và hoàn thiện thì là 4 phân rưỡi. Gỗ là 100% là gỗ hương đá chọn lọc lõi và chọn vân. Với cái giá chúng tôi bán chỉ có 12 triệu thôi, bán lẻ cũng như bán buôn, quý vị nhé, bán lẻ rẻ như bán buôn luôn, bởi vì chúng tôi sản xuất số lượng rất là lớn, đúng không? Và chúng tôi bán lẻ rẻ như bán buôn và được đục chạm kênh bông một tay, móc kênh bông cực kỳ sắc nét, cực kỳ là kênh bông, đúng không? Nhìn chiều nào cũng đẹp, những con chim con bướm thì như là gắn vào tấm tranh vậy, đúng không? Và độ đẹp, độ sắc nét của nó thì miễn bản, miễn chê luôn, đúng không ạ? Đấy, ở đây chúng tôi có hai bộ hoàn thiện rồi của hai khách hàng luôn, và chúng tôi còn đang hoàn thiện nhiều nữa, và mộc thì còn rất nhiều, quý vị nhé. Quý vị mua buôn, mua lẻ liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0975 940 966. Về phần chọn lọc gỗ thì quý vị yên tâm luôn, chúng tôi đánh số từng số một, từng bộ một theo số từ lúc gỗ, đúng không ạ? Đấy. Từ lúc mộc, lúc gỗ cơ, rất tuyệt vời, đúng không ạ? Và chúng tôi sẽ đi thêm một lượt nữa cho quý vị xem cái độ kênh bong của nó, độ kênh bong tuyệt vời, đúng không ạ? Đây là cây tùng này. Đấy, vân gỗ cực kỳ đẹp này, độ kênh bong và độ hoàn thiện cực kỳ đẹp và sắc nét và kênh bong. Tiếp theo là cây cúc gà này, tùng lộc, đúng không? Quý vị rất thích là tùng lộc cúc kê. Đấy, tùng lộc cúc kê đây, tùng lộc cúc kê cho quý vị rất chuẩn chỉ luôn, đúng không ạ? Trúc trích đây, trúc trích, đấy, chú chim trích đấy. Và mai điểu đây, mai điểu đây, đúng không ạ? Mai điểu đây được cực kỳ mau mắn, sắc nét và kênh bông bồng bềnh, đúng không ạ? Những chú chim này nhìn như gắn vào luôn, nhìn xa như là gắn vào. Anh em quý vị có thể thấy độ hoàn thiện liền của chúng tôi, đúng không ạ? Gỗ liền tít tình tịt luôn, không chắp vá gãy vỡ một chút nào luôn, và cực kỳ là đảm bảo luôn, đảm bảo cho quý vị ba tiêu chí: ngon bổ rẻ, đúng không ạ? Đáng đồng tiền bát gạo, chứ không phải là rẻ thiu rẻ thối, quý vị nhá, rẻ VIP luôn, đáng đồng tiền bát gạo luôn. Chỉ có 12 triệu một bộ tranh, thực ra là chúng tôi sản xuất không kịp luôn, quá đẹp, quá xuất sắc mà lại giá thì quá là êm ái, đúng không ạ? Chúng tôi xưởng sản xuất trực tiếp nên là chúng tôi khẳng định với quý vị luôn là bán giá rẻ nhất thị trường. Quý vị không mua ở đây thì không bao giờ mua chỗ khác rẻ hơn được, khẳng định với quý vị là như vậy, không ở đâu bán rẻ hơn, đúng không ạ? Quý vị thấy ở đâu bán rẻ là chúng tôi sẽ bán rẻ hơn, mà thực tế là bây giờ không thể có ai bán rẻ hơn được, bởi vì chúng tôi sản xuất trực tiếp, chúng tôi bán rẻ hết cỡ luôn, hàng đảm bảo, quý vị nhé, chứ không phải là hàng rẻ thiu rẻ thối nhá, rẻ đây là rẻ chất lượng nhá, rẻ đúng đồng tiền bát gạo luôn, quý vị ạ, đúng đồng tiền bát gạo luôn. Và tí nữa chúng tôi sẽ quay quý vị xem cái phần phần gỗ phôi của chúng tôi đã chọn lựa ngay từ đầu. Thưa quý vị, là cái phần này là phần phôi gỗ mà chúng tôi đã đục chạm rồi. Đây, còn phần này là phôi gỗ mà chúng tôi đang chưa làm gì cả,
đúng không ạ? Mới cắt vuông vắn rồi và đánh số này, chúng tôi chọn số, ví dụ bộ này số 9 chẳng hạn, là tất cả là số 9 và vân nó đều nhau, màu nó đều nhau. Gỗ của chúng tôi là nó liền như này quý vị nhá. Cái này là quý vị thấy cái rác ở đây không ạ? Cái bám rác này là tí nữa nó vào cái cạnh là chúng tôi sẽ đục đi hết. Còn cái nền đây, còn cái nền đây nó sẽ là thịt gỗ chúng ta để lại. Quý vị có thấy không ạ? Đấy, tức là vài thanh bám tí này thôi, thì tí nữa là cái thứ quý của mình là cái phần này nó sẽ đục đi hết. Đấy, 1-2 tấm thôi, còn đa số là lành hết. Tức là chúng tôi phải chọn lọc cực kỳ kỹ lưỡng, đúng không? Phần nó phải hơi bám rác tí thì nó mới là cái gỗ thăn, nó không bị ruột, đúng không? Gỗ nó rất là đanh. Đấy, nó chỉ tí góc này thôi, quý vị thấy không ạ? Là sau này chúng ta sẽ đục là đi là nó hết. Đấy, đây là số 10 này. Chọn gỗ rất là kỹ. Và đây là những phần mà chúng tôi đã đục đi rồi. Quý vị có thể thấy những cái phần đấy, như chúng tôi chỉ, ví dụ cái rác chẳng hạn, thế nó ở đoạn này chẳng hạn, là đục đi là hết, không còn tí nào luôn, đúng không? Đục đi là hết, không còn tí nào luôn. Và chúng tôi làm nguội rất là kỹ đây. Thợ phải làm nguội, cạo lạo ra các cái phoi đây, những cái phần mà nó chưa nhẵn, cái lông lá như này là chúng tôi phải làm nguội kỹ đi. Đấy, quý vị có thấy cái độ kênh bong không ạ? Đấy, và những cái sần chùi đây, quý vị thấy không ạ? Đấy, lúc mọc sần chùi đây, sần chùi như này là chúng tôi sẽ cho thợ cạo lạo kỹ đi, đúng không ạ? Đấy, làm kỹ, làm nhẵn, nhẵn kỹ đi, đúng không ạ? Đây, số lượng rất là nhiều mộc đây, quý vị thấy không ạ? Tôi xếp rất là nhiều đây, cực kỳ nhiều luôn. Đây chỉ là một phần thôi, còn trong nhiều kho nữa của chúng tôi, còn cái kho nữa, quý vị theo dõi chúng tôi thì quý vị biết, đúng không ạ? Nhiều quý vị đã theo dõi chúng tôi thì quý vị sẽ biết rõ được kho của chúng tôi rất nhiều kho. Phần những cái này là những cái khung, và đằng xa kia là những cái tranh lớn. Đây là cái phần mà chúng tôi phá máy ra, quý vị có thể thấy không ạ? Chưa móc kênh bong. Đấy, chưa móc kênh bong. Sau thợ thủ công chúng tôi sẽ phải móc đi, móc kênh bong đi và làm nguội kỹ nhẵn đi. Đấy, máy của chúng tôi đang làm đây. Thế nên là cái giá của chúng tôi là báo sát giá quý vị luôn, bán lẻ rẻ như bán buôn.